Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Di Đà Phật. Con cũng hay cũng con cũng mới mà tu đây thì con không cũng không biết về nhiều, có hỏi cái gì thầy cũng hoan hỷ. Thì con thì khi con tu á thì con nghe lời của thầy dạy, thường thường thì con nghe những lời kinh giảng của thầy nói thì con tạp theo đó con hiểu biết. Cho một số người nói là con là nghe kinh nghe giảng quá rồi ma nó trở lại nó phá mày, cho nên con cũng không biết nói gì những lời người ta nói. Cho nên hôm nay con muốn thầy nói về ma phá hay là không ma phá thì thầy trả lời cho đồng đạo của con được hiểu biết nhiều hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam phá chứ nó phá rõ ràng đó, những cái người mà họ đến họ nói vậy là họ phá đó. Nhưng mà người phá chứ không hề có ma nào phá hết đó. Cái đó là người phá, không có ma phá. Giờ thầy khẳng định với các vị thế này, nhiều và rất nhiều những con người họ không hiểu biết tường tận. Có rất nhiều người họ không muốn mình tu tập thăng tiến, hay là nói đúng hơn họ không có thiện cảm với mình. Họ chặn con đường tốt lành của mình đi. Họ thấy mình tu tập tốt là họ sợ mình tu hơn họ, hoặc là họ không thích mình tu. Họ đến họ nói rằng tụng kinh nhiều quá không tốt, niệm Phật nhiều quá không tốt, sẽ bị ma phá thế này thế khác. Thầy khẳng định rằng tụng kinh niệm Phật càng nhiều, nghe giảng càng nhiều thì phước lành càng nhiều, và không hề có con ma nào đến phá. Con người chúng ta càng có nhiều phước lành, càng có nhiều công đức thì chúng quỷ thần âm binh họ đến họ nương vào công đức của chúng ta. Vậy thì họ nương nhờ vào mình là người ơn của họ, họ giúp đỡ mình thôi chứ không hề phá mình. Mà có phá hay không là con người sống chung với nhau, do có ghét, do có hận, do có thù, do có tị hiềm, do có đố kỵ nên phá, chứ ma không phá nha. Cứ cố gắng mà tu, cố gắng mà niệm Phật, cố gắng mà nghe giảng. Càng tu mình càng sáng, càng tu mình càng có công đức, càng có phước báo, không ai phá mình đâu. Thầy khẳng định điều đó. A Di Đà Phật. Dạ thưa thầy, con á là cũng là khó khăn á, như là con á là tu, nhưng mà cái là tu tại gia thôi. Nhưng mà con cũng đi bán vé số á, nhưng mà người ta nói á, mày mà đi tu mà mày đi bán vé số cái gì, Phật nào mà chứng cho mày. Bởi vậy con cũng thắc mắc, con cũng không biết sao. Tại vì con á, thì sức khỏe con không được tốt, nên con á, là chỉ có đi bán vé số chứ con không đi làm được nghề khác. Thầy cảm ơn con. Cái đó là thầy khẳng định người ta nói sai đó. Người ta nói sai, con đừng có nghe người ta nói để rồi buồn. Bất kỳ cái nghề nghiệp gì để tạo ra kinh tế, dù là việc lớn, làm cho đến tổng thống, làm chủ tịch, làm thủ tướng, cho đến làm chủ tịch hội đồng quản trị, làm tổng giám đốc, hay là đến những người bán vé số, những người đánh dài, những người đi quét rác, làm bằng cái tâm tình của mình vì muốn kiếm đồng tiền để lo cho mình, cho gia đình mình, để nuôi dạy con cái của mình. Tất cả điều đó, những việc làm đó, những nghề nghiệp đó đều đáng được tôn trọng. Những con người đó đáng được tôn trọng. Đừng làm gì phạm pháp, đừng làm gì sai lầm, đừng gây gì nên tội lỗi, thì tất cả mọi nghề đều như nhau. Tất cả mọi nghề đều như nhau. Không có cái nghề nào trọng hơn cái nghề nào, không có cái nghề nào đáng trọng, và cũng chẳng có cái nghề nào đáng khinh. Bây giờ mình làm lớn nhưng mà mình cứ tham nhũng, mình cứ hối lộ, lấy của công mình làm của riêng, đó mới là những con người đáng khinh, chứ cái nghề của họ không đáng khinh. Bây giờ chúng ta bán vé số, chúng ta quét rác, chúng ta đi đánh dài, nhưng mà chúng ta có một cuộc sống tốt, có một cuộc sống thiện lành, thì thưa với con, đó là một con người đáng tôn trọng, đáng tôn trọng. Không có gì phải buồn tủi, không có gì phải tự ti, không có gì phải đau khổ, cũng đừng buồn phiền vì những lời bóng gió của người ta nói. Chuyện tu tập hả? Ai cũng tu được. Tên cướp nó cũng tu được, người ác độc mấy cũng tu được. Chỉ cần họ biết chuyển tâm họ để tu thôi. Chứ còn cái nghề nghiệp không ảnh hưởng, không cản trở gì chuyện tu đâu nha. A Di Đà Phật. Thưa thầy, cho con hỏi. Con ăn chay trường mà nhà con, gia đình con nuôi tôm, mà có người nói con nuôi tôm là tạo nghiệp, vậy có tạo nghiệp không thầy? Có tạo nghiệp, ngồi xuống đi. Có tạo nghiệp nhưng
phải xét trong hoàn cảnh nào. Thầy nói thí dụ, cả một cái vùng đó họ sống bằng nghề biển, không sống được bằng nghề nào khác. Rồi bây giờ mình dạy đạo cho họ, mình nói rằng con sống bằng nghề biển, con đi đánh cá là con không được quy y à. Nên nhớ Đức Phật có chế ra năm điều cơ bản của đạo đức, là để giúp chúng ta giữ được điều nào, chúng ta tránh cái nghiệp xấu về điều đó. Chúng ta giữ được điều nào, chúng ta có hạnh phúc, có an lạc về điều đó. Cả một dân làng đi chài lưới, đi đánh cá, nếu nói như họ không giữ được giới sát sanh, họ không có duyên với đạo Phật, vậy thì chúng ta đánh mất cơ hội để tiếp đón những con người này đến với Đức Phật. Chúng ta cũng sẽ dạy họ, nhưng chúng ta truyền cho họ bốn giới thôi. Cũng vậy, cuộc sống có rất nhiều hoàn cảnh gia đình, mỗi người nó mỗi khác, không ai giống ai cả. Thầy khẳng định là có tạo nghiệp, nhưng hoàn cảnh của cuộc sống nó không khác đi được, nên phải chấp nhận. Chúng ta phải chấp nhận thôi. Bây giờ thầy nói ví dụ, cái ao tôm, cái ao cá là cái đã nuôi sống được gia đình con, mà trước đây ba mẹ con đã từng có cái nghề đó để sinh sống và nuôi lớn bản thân con. Bây giờ con lớn, con có gia đình, con có cái ao tôm, ao cá đó để nuôi những đứa con của con ăn học, để nó trở thành những người hữu ích cho xã hội. Vậy thì đó là cuộc sống, đó là hoàn cảnh rồi. Bỏ nó đi sống bằng cái nghề gì đây? Nếu chưa cha mẹ con bỏ cái nghề đó mà có nghề khác để làm, để có kinh tế, để giàu có hơn, thì người ta đã bỏ rồi. Bây giờ con bỏ cái đó rồi đi ăn mài, đi ăn xin, rồi những đứa con của con làm sao học hành nên người được? Cho nên cái cần giữ là phải giữ. Đó là hoàn cảnh, đó là cuộc sống. Nhưng bên cạnh đó, tạo nghiệp này xấu thì phải tạo nghiệp khác tốt hơn. Tạo nghiệp khác tốt hơn, nhờ đó để tạo ra kinh tế đời sống cho gia đình, thì cũng lấy kinh tế này đi làm nhiều việc phúc lành, công ích cho xã hội, để bù lấp lại, vì cuộc sống nó không như ý chúng ta được. Nếu như đạo Phật cố chấp, đạo Phật cằn cỗi, đạo Phật cứ mãi khuôn khổ như vậy, thì cả trên đời này không ai tu được theo đạo Phật đâu. Cả trần đời này không ai tu được. Thế cho nên con cứ bình thường sống với nghề nghiệp đó, cứ tâm niệm nếu như có một nghề nào tốt hơn, một nghề nào thiện lành hơn mà tạo ra được kinh tế, vẫn giữ được hơi ấm của gia đình, vẫn nuôi dạy được con cái cho nó trưởng thành, nó bằng với người, bằng với đời, thì mình bỏ nghề mình sống. Còn nếu chưa có thì cứ tiếp tục cuộc sống đó, không sao đâu. Tâm niệm tu tập tốt, hiếu thảo với cha mẹ, giúp đỡ mọi người, thương yêu những người khó khăn, cơ nhỏ thiếu thốn hơn mình, đó là hạnh phúc rồi, đó là tu tốt rồi nha, không lo. Đừng có nghe lời người ta xúi mà đi bỏ, bỏ rồi đói đó, bỏ rồi đói. Bỏ mà có chuyện gì khác làm thay thế vào đó thì bỏ. Còn bây giờ bỏ không có chuyện gì khác làm thì bỏ làm gì? Không được, không nên bỏ nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ thầy ơi, con là Phật tử ở chùa Hồn Quéo quá mà con cũng sợ thầy con cũng không dám hỏi. Như hôm nay thì con xin hỏi thầy gì? Cái chùa Hồn Quéo con thì cũng có giảng sinh đường, nhưng mà con vô con cũng quét dẹp rồi con rút nhang, mà con không biết làm như thế nào để giúp được những người đó. Thì con niệm Phật, Nam Mô A Phật hướng hồi hướng thôi, mà con muốn đọc chú giảng sanh nhưng mà không biết có được hay không, con nhờ thầy giải thích. Vãng sanh đường là nơi thờ linh thờ cốt đó đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi cảm ơn. Hay quá. Niệm Phật là tốt, cần thiết thì khuyên bảo họ nên niệm Phật theo mình. Khi mình vào đó mình đem tâm từ bi để niệm Phật, có những chúng sinh vất vưởng ở trong đó, họ có thể nghe mình niệm Phật, họ niệm theo. Trì chú vãng sanh thì cũng tốt, không sao cả. Trì nhiều bài chú thì tốt. 15 năm về trước, khi còn làm chú tiểu ở thiền viện Trang Nghiêm á, thì có một cái nhà vãng sanh đường, nó chỉ có một cái cửa thôi, một cái cửa phía trước đi vào thôi, mà nó nằm ở giữa cái rừng cây dầu á. Nhưng mà khổ một nỗi, hồi đó làm tiểu sợ ma lắm, mà sư phụ thì sư phụ cứ bắt 3 giờ lên ngồi thiền, 4 giờ mấy thầy ngồi, còn con làm tiểu con phải đi ra nhà vãng sanh đường, con quét bụi, con quét bụi quét bặm, rồi con thắp hương, con thiết pháp cho họ nghe. Mình xin thưa sợ ma víu ấy chứ, nhưng mà sư phụ dạy thì phải nghe, đâu dám cãi. Từ chánh điện mà đi ra nhà vãng sanh đường, nó ước tính khoảng hơn 300 mét
đi vào trong cái rừng dầu, mà ở trong nhà vãng sanh đường để một cái bóng đèn trái ớt nhỏ vậy thôi mà màu đỏ nên nó lè lẹt. Thưa với các vị, lần đầu tiên mình đi vào trong ấy là mình run, đâu dám mang dép. Đi ra nhà vãng sanh đường tuyệt đối là không mang dép, đi chân không để chạy cho nó dễ. Mình đi vào cái, đi vào thì ngay cái cửa bước vào là có cái công tắc đèn, bấm lên liền, bấm cái cạch là thấy sáng lên, là đỡ sợ. Nhưng mà đỡ sợ cái đó thì sợ cái khác. Để bóng đèn lè lẹt làm thì không thấy đường làm thì mà sợ. Nhưng mà lúc đó không ai thèm nhìn mình, còn bật cái đèn lên thì mình thấy bao nhiêu cái hình nhìn mình. Cứ mình nhìn người nào trong hình thì người đó nhìn lại mình. Mình nhìn thấy cái cô này, cái mình nhìn qua bên kia thì thấy cái ông cũng nhìn mình thôi, không dám nhìn ai, cứ cúi đầu quét dọn dọn. Nhưng mà nó có một cái rất là lạ là lúc đó sợ thì rất sợ, nhưng sư phụ dạy thế nào thì làm thế ấy, không dám cãi nha. Quét dọn xong là thắp hương lên, bắt đầu đứng nhắm mắt thiết pháp. Tôi nhớ hoài cái câu nói mà tôi thiết pháp không bao giờ quên, đó là mong tất cả chư vị hương linh đừng có nhát tôi. Đừng có nhát tôi sợ các vị lắm. Tôi ra đây là vì thầy tôi sai thế nào tôi làm tới nấy, chứ tôi không có dám chọc ghẹo các vị đâu. Tôi đi quét dọn bụi giùm các vị thương đừng có nhát tôi. Rồi sau đó mình mới giảng ở thân này là tứ đại, bỏ thân này chưa hẳn là mất thân. Bỏ thân này chúng ta hãy giữ tâm niệm thiện lành thì sẽ có thân khác tốt hơn. Mình cứ khuyên như vậy đó. Rồi thưa, có cái buổi đó, buổi khuya mình cũng lân tân mình đi. Lâu ngày rồi nó dần nó quen là nó đỡ sợ, nhưng mà vẫn còn lo. Cái mình vừa bước vô thì ở trong thiền viện có nuôi mấy con chó. Thưa, có con chó nó vô đó nó ngủ hồi nào tôi không biết. Tôi vừa bước vô, tôi chuẩn bị tôi bấm cái đèn cái thì mình thọ tay lên thì tự nhiên chắc là nó nghe làm sao đó, nó tuôn nó chạy ra nó đụng tôi. Nó chạy tôi cũng chạy. Tôi chạy thiệt là xa, tôi mới định hình lại là con chó. Tôi đứng tôi chửi nó quá trời luôn. Tôi chửi nó đúng là cái đồ ngu như chó. Không còn lời nào để chửi nó hết. Rồi mình chửi xong cái mình tức quá, mình đứng mình khóc. Khóc rồi nhưng vẫn trở lại, vẫn làm công việc của mình. Và cứ mỗi lần như vậy là thuyết pháp, là niệm Phật. Thì bây giờ cô cũng vậy, cứ vào trong đó quét dọn. Người mất rất cần người sống mình quan tâm, rất cần mình quan tâm. Thầy nói thêm một điều này nữa, khi ta làm những việc công ích đó cho người mất á, họ không phá chúng ta mà họ trở ngược lại, họ theo, họ bảo hộ chúng ta, họ giúp đỡ chúng ta rất nhiều đấy nha. Chẳng hạn như ngày hôm đó chúng ta bước chân ra đường, cái nghiệp của chúng ta là phải bị té xe, mình vẫn bị té xe nhưng mình không sao cả. Nếu không được họ bảo hộ, mình có thể là gãy tay, gãy chân, nhưng được họ bảo hộ, vẫn té xe, nhưng mà người đứng lên lành lặn, không sao cả. Đây là điều mà Thầy nói như quan đường, nhưng đó là sự thật. Vì vậy cho nên, cứ bước vào trong vãng sanh đường, nhà linh, nhà cốt của chùa đó, mình cứ lau chùi quét dọn, mình cứ thắp hương, rồi mình niệm Phật cho họ, mình cứ trì chú cho họ rất là tốt. Họ cần nhiều và thật nhiều người làm như vậy. Cho nên chúng ta làm được thì chúng ta có công đức, có phước báo, và chúng ta đón nhận được tình thương của người mất họ dành cho chúng ta. A Di Đà Phật, chân thành cảm ơn. Bây giờ Thầy kể các vị nghe một câu chuyện Thầy đã từng kể để khích lệ cho các vị lớn tuổi ráng niệm Phật nhiều hơn. Có một cái ông lão ở gần chùa nhưng đặc biệt không bao giờ đến chùa. Ông bao giờ bước chân qua chùa. Và rồi một hôm Thầy trụ trì muốn độ ông ta đó. Thầy trụ trì mới nói, ông mỗi một ngày đó, ông làm ra bao nhiêu tiền? Ông lão nói, một ngày tôi làm được 5 đồng. Thầy trụ trì nói, ngày mai á, ông đến chùa, ông thỉnh chuông cho tôi trả ông 1 đồng. Ông lại Phật, tôi trả ông 1 đồng. Ông tụng kinh, tôi trả ông 1 đồng. Ông quét sân tôi trả ông 1 đồng. Ông quét dọn chánh điện, lao nhà tổ, làm tất cả mọi thứ tôi trả ông 1 đồng. Tức là làm lấy đèn đồ cúng Phật đồ đó. Ông ngồi ông tính 1, 2, 3, 4, 5 đồng. Cũng được 5 đồng.
thay vì đi làm ở ngoài dầm mưa giải nắng được 5 đồng thì bây giờ qua chùa làm 5 đồng. Cái ông mới nói là nhưng mà tôi không biết làm gì hết. Ông thầy kêu ông cứ qua ông làm đi, tôi chỉ cho ông, cái gì ông không biết tôi chỉ. Cứ rồi mỗi ngày đi qua là ông làm 5 đồng như vậy. Thầy trụ trì một hôm mới nói với ông á, tôi đưa cho ông một cái dây chuỗi này nè, ông về ông niệm Phật cho tôi. Cứ ông niệm được 10 sâu như vậy là ông được 1 đồng. Đó. Cứ 10 sâu là 1 đồng, ông cứ về ông niệm đi. Thế là ông thấy, ồ, đi tu mướn có tiền ngon quá. Trời ơi, cỡ nào ông không tu. Thay vì đi làm cực khổ có tiền thì bây giờ ngồi ở trong nhà, ngồi trong chùa niệm Phật mà sao không niệm được. Thế là các vị biết là cứ ông niệm như thế này, ông lần. Mà ông cũng thật thà, mà thầy trụ trì cũng rất là tin ông. Cứ nói niệm, thầy ơi bữa nay con niệm được 50 lần, cho ông 5 đồng. Thầy ơi bữa nay con niệm được 100 lần cho 10 đồng. Ông nói bao nhiêu thầy trụ trì đưa bấy nhiêu. Ông thấy cái cuộc làm ăn này tốt quá, có lời không bao giờ lỗ. Thế là ông mỗi một ngày vậy, ông mở mắt ra từ sáng đến chiều, ông niệm hoài niệm hoài. Mỗi ngày đó đi qua cứ rồi vài chục sâu, rồi 100 sâu, 200 sâu, cho đến khi cả 1000 sâu rồi. Nó thành một cái thói quen ông không bỏ được. Đến khi đi ngủ ông cũng niệm Phật, ông không cần sâu chuỗi ông cũng niệm Phật. Rồi sáng tới chiều lúc nào ông cũng niệm Phật. Thưa với đại chúng, cái ngày hôm đó ông bước qua ông mới nói là thầy ơi, bữa nay con niệm được nhiều lắm, từ sáng đến chiều không có quên, nhưng mà con không lấy tiền thầy nữa đâu. Bao nhiêu tiền mà thầy thuê con tu mướn lâu nay đó, con bỏ trong cái con heo á, con để dành đó. Nay con đập con heo con đem qua con trả lại cho thầy. Con cảm ơn thầy, nhờ thầy dạy con tu, nhờ thầy mà con biết niệm Phật, nhờ thầy mà lòng con được bình an. Và con thưa thật với thầy, bây giờ lúc nào con cũng nhớ Phật và niệm Phật, không lúc nào con quên. Con thấy đời con bình an lạ thường, bao nhiêu cái buồn giận ghét thương nó không còn có mặt nữa. Đời con nhẹ nhàng lắm. Và con tin chắc rằng mai mốt con chết là Phật đón con về nước Phật thôi. Thế ông thầy ông kêu chà, bữa nay tốt quá hà. Thế là xong một cuộc hành trình. Một cái cuộc hành trình thầy muốn đổ cho một người tham tiền, đổ cho một người không chịu tu. Phương tiện dẫn dụ họ bằng cách là thôi tôi thuê ông tu, ông tu mướn đi, ông tu mướn. Ông tu cứ ông muốn bao nhiêu tiền ông nói, cứ hễ tu là có tiền, tu là có tiền. Bây giờ mà ai mướn tôi kiểu đó tôi cũng tu à nghe. Không ai mướn cũng tu rồi, huống hồn chi mướn, đúng không ạ? Như vậy thì từ đó trong bài học này chúng ta rút ra cho mình thấy rằng buồn giận ghét thương nó là chất liệu của cay đắng, nó không phải là chất liệu ngọt ngào. Yên bình trong tâm thức của chúng ta nó mới là chất liệu ngọt ngào, nó nuôi dưỡng được thân tâm của mình. Mình đem buồn giận ghét thương vào trong lòng mình để mình ôm ấp mình cho nó ngự trị, cuộc đời mình sẽ héo sầu, cuộc đời mình nó sẽ cằn cỗi lắm. Nó như là cây xương rồng trơ giữa sa mạc thôi, không cành lá gì đâu. Nhưng mình đem chất liệu của an bình, chất liệu của thương yêu mình đặt vào trong tâm thức của mình, đời mình sống nhẹ nhàng, đời mình rất là tươi sáng. Vậy thì phương tiện dẫn dụ một ông già không biết tu để trở thành một người tu tập tinh tấn như vậy, tất cả chúng ta ở đây khởi đầu cũng như ông già đó, chưa biết gì về Phật, chưa biết gì về đạo Phật. Và rồi có nhân duyên chúng ta được đi chùa, được niệm Phật, được tụng kinh, được lễ Phật. Tất cả những cái đó đều là những duyên lành để ta khai phát lên công đức, khai phát được đạo tâm của mình. Và cho đến ngày hôm nay chúng ta trở thành một Phật tử thường thành, để rồi sớm tối vui với lời kinh tiếng kệ, ngày đêm hôm sớm vui với câu niệm Phật của mình. Đó là một phước lành, đó là một công đức thật là lớn. Thầy khuyên các vị đừng vì chuyện đời mà đánh mất tâm đạo của mình. Cuộc đời nó có bôn ba, nó có lận đận, nó có xào chẻ thế nào đó là chuyện của đời, chuyện của người. Đạo tâm mình vẫn giữ, đừng đánh mất đạo tâm vì cuộc sống, vì con người hay là vì vật chất. Đó là lời khuyên rất chân tình. Nên nhớ, tuổi già rồi, đừng gửi gắm thân phận mình nhiều, đừng gửi gắm niềm tin nhiều vào con cháu.
Nếu có gửi gắm, hỏi gắm, gửi gắm thân phận, gửi gắm niềm tin của mình cho ai? Cho Đức Phật, cho Đức Phật. Con xin hiến trọn cả tâm tình của con cho Ngài. Từ nay về sau con không màng chuyện đời đúng sai hơn thua với trần thế, với trần đời này nữa. Con chỉ nguyện lúc nào cũng nhớ đến Ngài, nghĩ đến Ngài. Lúc nào con cũng mời Ngài có mặt trong lòng con, để đời con được bình an, để đời con được thảnh thơi, để đời con được giải thoát. Và con xin Ngài hãy cho con một cái ân huệ lớn lao, đó là khi con từ giã cuộc đời này, xin Ngài hãy duỗi cánh tay từ ái của Ngài để đón tiếp con về đất nước của Ngài, để con trở thành một chúng sinh giải thoát, không còn đau khổ trong trần lụy này nữa. Nhưng muốn được Đức Phật giơ cánh tay từ ái ra thì bắt buộc chúng ta phải thực hiện được là từ sáng đến chiều quên chuyện đời, nuôi dưỡng tâm đạo. Từ sáng đến chiều quên chuyện hơn thua, quên chúng sinh để nhớ nghĩ đến Phật. Rồi bước chân lên giường ngủ chúng ta cũng mỉm cười vì có Phật ngủ trong lòng của chúng ta. Được như vậy thì cánh tay của Đức Phật sẽ duỗi xuống để đón chúng ta về đất nước của Ngài. Còn nếu như bây giờ chúng ta mãi lo chuyện đời, không quan tâm đến chuyện đạo, chúng ta có lại lục, có van xin, Đức Phật cũng không thể nào duỗi cánh tay xuống, vì chúng ta chưa từng đưa cánh tay lên để muốn Ngài cứu vớt. Chính câu niệm Phật chính là hình ảnh, là lời cầu nguyện, là ước mơ, mong muốn Đức Phật đến với chúng ta. Và nếu như chúng ta có cầm điện thoại lên alo cho Ngài bằng câu niệm Phật thì tất nhiên Ngài sẽ nghe máy, Ngài sẽ đến với chúng ta. Chúng ta không bốc số, không gọi cho Ngài thì làm sao Ngài đến? Xin chân thành cảm ơn. Cầu chúc cho tất cả chúng ta sống trong tình thương của Đức Phật, và khi chết cũng chết trong tình thương của Đức Phật. A Di Đà Phật.